Vâng, kính thưa cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh của Bùi Hải Vlog nha. Sáng nay có một đám tang của đại gia cô chú anh chị ơi. Trời quá trời xe luôn. Phải nói là xe quá trời luôn, du lịch. Rồi xe 29 chỗ, 2-3 chiếc 29 chỗ. Xe hàng hiệu không á, trời ơi 3 chiếc 29 chỗ, mấy chục chiếc xe hơi. Trời luôn. Cũng khu bộ dân tộc của đại gia cô chú chị ơi. Ấy, cô chú chị ơi. Rồi, tới nơi an nghỉ của đại gia rồi. Tại đâu tôi đây luôn. À, nó viết tiền nhận bạc thôi. Sao anh? Đâu rồi? Đó. Không dễ không?
Dương. Để đi. Bồ đề tăng lo bà gia ma ha tăng lo bà
Sạn hạ quẹt nè con chú anh chị ơi, rồi nhà hạ hoài xíu cho mấy anh em đồng thị vô hạ quẹt. Đây mà súng gì hướng về ông cụ. Nam mô Phật.